Và một cái chế độ thứ ba nữa là cái chế độ dojo. Đây là chế độ dojo. Đó. Cái dojo này giống như là một cái trường học. Nó giống như là một cái nơi để các bạn tập luyện con gà của mình đấy. Khi mà các bạn gửi gà đi dojo này thì nó sẽ học được những cái skill để đưa về skill mà các bạn không cần phải mua ở trên marketplace. Các bạn gửi đi dojo là đây, họ ghi sẵn ở đây là Send this rooster to dojo to learn new skill. Rooster will learn one new skill when training in dojo for 3 days. Có nghĩa là các bạn gửi con gà này trong cái dojo này trong vòng 3 ngày thì con gà nó sẽ nhận được một skill và nó sẽ nhận được trong hai skill khi mà các bạn để trên 6 ngày. Trên 6 ngày nhé, lưu ý là để trên 6 ngày nhé. Rồi đó, còn khi mà các bạn muốn gửi nó đi dojo thì các bạn bấm vô Approve to send to dojo ở đây. Ở đây mình sẽ chọn một con nào ta. Ok, mình sẽ chọn con này đi. Mình sẽ gửi con này đi dojo ha. Rồi, nó sẽ mất một chút. Ok, mất một chút phí. Các bạn bấm xác nhận. Rồi, ok. Khi mà đã xác nhận được rồi á thì mình các bạn nhớ bấm thêm một lần nữa, bấm là Send to Dojo nha. Rồi, ok, khi mà đã ấy xong thì ở đây nó sẽ hiện là đây, nó sẽ hiện là con gà đã ở trong cái dojo này được 13 giây rồi. Khi mà các bạn đếm là khi mà cái số này nó hiện lên 3 ngày á thì các bạn sẽ bấm cái vào cái graduate, có nghĩa là tốt nghiệp đó, thì là con gà nó sẽ lấy ra khỏi cái trường này, lúc đó nó sẽ nhận được một skill. Ok,